Vâng, xin được chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sinh Cho Phim Bồn. Xin giới thiệu các bạn hai vị khách mời sẽ có mặt trong phần thi đầu tiên của chúng ta, đó là anh Domisi cùng Credible Gamer. Không biết là có vẻ vì run quá nên mặc một chiếc áo màu đông anh độ. À không, đây là mình cố tình mình mượn để tí mình lấy về. Tội gì nhờ. Vậy là em sẽ chọn 5 skill mà em đã quay sẵn đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà em quay tới cả 2000 skill lần này. Không biết là thời lượng chương trình có đủ không? Ui sợ quá phải ban nó thôi. Trong cái 5 skill vừa rồi thì anh Độ đánh giá là cái nào khó nhất hả anh? Thực ra là cả 5 cái thì anh đều làm được, kể cả trong game lẫn ngoài đường. Khá là tự tin. Trời đất mẹ ơi. Có hơi buồn một cái là ở cái trường quay chúng mình hôm nay nó hơi bè ấy nhờ. Nó có quả bóng nên có thể biểu diễn cho mọi người thấy. À, mọi người đứng cả in game luôn à? Đầu tiên là có lẽ là mình sẽ biểu diễn cái của... Giời ơi! Cái này là Neymar đem bao ở đúng không? Neymar, ok. Được đấy nhưng mà thua một không nhé. Được chưa? Bình tĩnh cứ... Ai à! Ai à! Ai à! Ai à! Tôi là đồ nhá! Ai à! Quá! Đã không, mấy thằng này suy bóng nhiều quá! Cứ lại đây cho đây! Không có. Móc trượt, móc trượt. Chỉ là một thôi các bạn. Chân nhiều mồ hôi, phải từ từ chứ. Cái này dễ trượt lắm. Từ từ. Chưa. Hơi đồng, hơi bị. Chưa bắn rồi. Phát giải đó. Cứ từ từ đã. Đó phải đánh ra chứ. Là quên hay là quên? Không quên làm sao được. Ngoài đời làm suốt. Ôi, tránh ra. Ôi, trời, thế nữa. Đúng rồi. Số lần mà anh Hậu thực hiện thành công qua thử lý của mình giống với thử lý của thử nhất. Bây giờ chúng ta sẽ đổi lại nhờ, chúng ta sẽ tiêu quả bóng cho anh Độ biểu diễn. Không, cũng tiếc nhờ, trường quay hải khoản. Tiếp thì đấy, lần sau anh em tân mấy cái skill của khó anh nhé. Không, nhưng lần sau những cái sự kiện này thì Gan đang lên tổ chức ở ngoài sân vận động. Hả? Có nhiều đất diễn hơn. Hiện tại tôi đang đứng ở khu vực thi đấu của các vận động viên mà tôi không hiểu tại sao các vận động viên đã cười sớm như vậy. Anh QTV, ngày hôm nay thì cảm giác của anh như thế nào khi mà đến đây trải nghiệm một cái thứ mà anh cảm thấy rất là mới? Chắc là đang rất là tò mò xem là cái chế độ này có giống như là mình hay đã xếp hạng không. Bình thường thì xếp hạng cái sở trường của anh là gì? Chúng ta đã biết được rất nhiều anh em ở FIFA Online 4 là đang trong quá trình thích nghi với Volta Line. Ngày hôm nay đến với cái một mod chơi rất đặc biệt này thì Mini đã chuẩn bị như nào cho mình? Em có Hà Nội có bảo là có kế hoạch chỉ nhưng mà hôm qua bận đi ngủ. Vâng, sáng nay em mới phải tự mò. Vâng, tôi chia sẻ với mọi người là cựu sinh viên bách khoa thường ngủ rất muộn, tại vì tôi cũng là một sinh viên bách khoa. Đây một gương mặt đã quá quen thuộc rồi. Ốc ngày hôm nay đã ăn ốc chưa? Vâng, thì hôm nay ốc trải nghiệm Volta Line thì thế. Cảm xúc của bạn nào và bạn nhìn những người xung quanh trải nghiệm của mình thì bạn cảm thấy một người chơi quá đồng đội vâng, khi anh bảo đồng đội chạy và anh dứt điểm ngay ba công được quý vị. Rồi chúng ta cần phải có một phần thay đổi, phần thay đổi mình được không? Huấn luyện viên của Chelsea thời điểm hiện tại đấy rồi, được chưa? Đấy rồi, đúng rồi. Vâng, pha phù hợp của ốc và QTV như vậy người ghi bàn lại là lúc so một hậu vệ. Trận này thắng rồi, ghi một bàn là thắng rồi. Tổ chức thì vậy mà huấn luyện viên bắt đá hậu vệ. Chính xác. Cơ hội dứt điểm không được, hay quá. QTV thì ngố rồi còn tham gia tắc bóng nữa, anh tắc cả người luôn chứ không chỉ tắc bóng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Save Your Football và chúng ta sẽ đến với phần cuối cùng trong buổi chiều ngày hôm nay.
sẽ là một trận đấu sâu mét giữa hai đội tuyển. Đội tuyển Đỗ Mi Si đối đầu với cả Pretty Boy Gamer. Anh cười tươi thế anh. Đang ngồi cười mà để cười như kia thôi mà. Thôi bây giờ như này, anh thì toàn diện rồi, vị trí nào anh cũng đá được rồi. Thì anh nghĩ là để Khôi với cả Snake thủ bên dưới đi. Anh sẽ đá vị trí trung tâm để chỉ đạo cho nó dễ. Bên đội em thì em nghĩ là xếp đội hình cũng đơn giản thôi. Anh em đã văn phòng quen rồi, đã lấy mồ hôi rồi mà. Có gì cứ giật chỗ anh kia. Khó bỏ đấy. Không để Quang ở dưới là hợp lý rồi, tại Quang dạo này hơi bèo. Không chạy được, đấy không là... chạy được. Hôm trước Quang quay quảng cáo là Quang làm bánh đai mà anh. Đấy. Không biết là Quang là điểm mạnh hay điểm yếu của đối bạn. Mạnh ơi, mạnh lắm, mạnh lắm. Em gánh được anh ơi. Không, mạnh mà, tại vì bọn tao tấn công nhìn mày ngấy lắm rồi, sao đá được. Choán hết mắt rồi. Ôi ôi Quang ơi, sao em lại Apicureta. Tụi em chỉ có mỗi thế thôi. Trời ơi. Em thấy có vẻ loạn anh nhỉ. Cái hay không hay, cái gì tâm anh. Mạnh nhà có điều kiện rồi. Cái gì mà cộng 8 vậy, cái gì vậy, cộng 8 kìa. Hạn chế thôi, hạn chế thôi. Bình tĩnh nha, bình tĩnh. Hư nhá, em hư là em sẽ được phạt đấy. Em hư. Anh đội ơi, khó sút quá. Đá màn nhẹ. Là như thế. Đá nó phải như thế. Lấy thế cho đi đây. Anh phải liên hệ với thằng Gôn nào mà đội tuyển quốc gia anh đuổi thằng bóng của anh nữa. Hơi buồn. Có năm rồi anh. Ở đây toàn anh em quen biết nhau hết rồi, anh em cứ làm 3-0 đi nhỉ. 3-0 nhà. Ok ok. 3-0 đi ăn lẩu sớm anh ạ. Ờ. Hết rồi em ơi. Vớ chỉ đơn giản là như thế thôi. Anh em thấy tôi lỗi đẹp không ạ? Đơn giản rồi. Một cả Quang. Ai à. Đẹp lắm Quang ạ. Em đi cạo lông đi. Hay rồi. Ui, tiếp. Đùa. Được rồi. Quan ơi. Ôi. Ông đẹp quá. Đây. Chưa đây. Trời ơi, là hợp lý rồi. Ê ta. 2-0 nhá. Đấy, ra tôi nói làm sao được anh. Mang lấy thằng ở đâu. Đây là trong xóm đó, nó đẹp. Quang rồi. Đá thấy chết dở quá. Hết luôn. Ui, muốn ăn được rồi. Quá, đấy. Còn chờ rồi đấy. Ôi, của diễn siếc à? Giảm siếc. Lên luôn. Trọng khe hai em ơi. Quang. Đâu ơi, bóng rồi. Quả anh em anh đi đâu nè, đi ơi. Mày bảo bắn lên, mày bắn. Bóng luôn. Đây. Sao bắn? Sao? Là 2-1 mà đúng không? Thua một trận thôi, đôi bạn nói chuyện anh ạ. Nhưng đấy, tôi có nói câu nào đâu. Này, thằng Quang nó chọc sớm nó này. Quả anh chuẩn, Quang ơi. Không phải đến từ Thái Bình à? Admin Pula. Tin đấy. Hết rồi. Cái hết góc. Ôi. Làm phải like thằng thủ môn cái bắn rồi. Cho góc của cái thằng nào. Đúng không? Mình phải làm sao anh à? Đúng rồi. Anh em lộn đẹp quá. Cầu thủ ở Thái Bình 10 điểm này. Hay hơn. Kẻ đâu? Bắt. Rời cho bắt. Ôi. Mạnh thế. Đạo bên mình không ổn quá nè.
Ai Đồng anh ơi. Anh ơi anh ơi. Ôi. Rồi. Rồi đây. Hay thế. Đấy. Ông về đổi lại đi. Đáng được. Và lại đi. Giả bên đội bên. Để tao về vào tay cộng 8 để tao làm thủ cho. À tú tóc dài. Tóc dài chúng mày ơi. Tóc dài. Đấy. Tóc dài. Tóc dài nó phải như thế chứ. Toàn tay đấy. Cái gì đấy. Cái gì đấy. Mấy cái. Ngồi lại, anh đâu ơi, anh tưởng con tóc dài bắt anh. Ôi ơi, bảo bà tưởng con tóc dài ngu lắm. Hai đều à? Hai đều, bây giờ chung kết đây, bây giờ chung kết. À, thấy có đổi bên không nhỉ? Đổi đây. Lẩu sôi rồi. Đây. Để thế nhở? Để. Khi làm khoảng 13-0 đi. Cho nó vui. Được. Quả này chưa hợp lý. Có tôm chưa kìa? Ăn có một bàn mà nhảy. Em ơi! Ui! Quả dẻo thế nhở? Trưởng thành quá rồi anh ơi. Em tao. Ôi. 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 Lại thành con tôm được kìa. Úi trời ơi. Ôi. Sao. Thực ra là thắng từ trước cũng được. Mình để cho giải đấu hấp dẫn. Người ta xem cũng thấy hồi hộp hơn. Anh dẹp thằng Alien Superstar đi nhá. Appealing Queta. Voltaloid Grand Opening, hóa thân thần tượng, tuổi rank cực sướng. Phiên bản mới hấp dẫn, cập nhật từ ngày 9 tháng 7 năm 2020. Khám phá ngay tại voltaloid.l4.garena.vn.